100% móm, kể cả thời tiết đẹp, điểm đẹp, kỹ năng tốt, mồi ngon nếu bạn không biết điều này khi đi câu. Đây là trải nghiệm của tôi. Theo kinh nghiệm thì tối nay cá sẽ ăn rất mạnh và thời tiết quá lý tưởng. Trên mặt hồ cá tăm thở nhiều, kết quả cả hồ móm. Hóa ra đây là hồ điều hòa nước của thành phố, cho nên chuẩn bị có bão về họ chủ động xả bớt nước hồ. Chúng ta hay gọi là hiện tượng rút nước. Anh em đi câu mà thấy có vết nước rút, tốt nhất không nên câu.